Loại đá granite tự nhiên được đề xuất lát tại Hồ Gươm là đá tự nhiên và có độ dày lên đến 10 cm. Việc sử dụng vật liệu đá này được cho là làm sáng toàn bộ tuyến vỉa hè, định hình về thị giác của người đi bộ, đồng thời làm gia tăng giá trị cảnh quan. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nền gạch cũ vẫn đang được sử dụng tốt, chưa cần thiết phải thay thế. Và đặc biệt, nếu có thay thì cũng không cần thiết phải dùng đến loại đá dày đến 10 cm. Cái đá tự nhiên thứ nhất nó vừa mắc, độ trơn trượt nó lại cao, mà cái độ phẳng của nó giữ được lâu ấy rất khó, nó sẽ gập ghềnh, xong thời gian đi nó sẽ gập ghềnh, lúc đấy lại là rất vừa xấu lại vừa nguy hiểm. Nếu mà cái chất lượng ở dưới tốt thì lát đá 4 phân 5 phân cũng hoàn toàn chịu đựng được, chứ không cần thiết phải dùng đến như kiến nghị rồi tôi xem chứ hơi giật mình này, dùng cao những 10 cm làm cái gì? Đấy, không cần phải dùng lại cái đá dày như thế. Các chuyên gia về xây dựng cũng cho rằng nguồn đá granite tự nhiên rất ít, khai thác sẽ gây lãng phí tài nguyên, rất tốn kém. Với sự phát triển của công nghệ, các nhà sản xuất hoàn toàn có thể cho ra loại gạch đá có độ bền tương tự, trong khi giá thành chỉ bằng 1/5 đá tự nhiên. Gạch block, gạch fibro, phải gạch gạch xi măng xỉ, nhưng mà với điều kiện là sản xuất đạt tiêu chuẩn cho phép và khi thi công cũng phải kiểm tra chặt chẽ. Theo quận Hoàn Kiếm, việc lát đá granite Bình Định sẽ thay thế toàn bộ các nguyên vật liệu cũ đã xuống cấp ở vỉa hè bờ hồ. Đối với gạch còn tốt sẽ được sử dụng lại ở nơi khác phù hợp. Vì còn nhiều tranh cãi nên quận đã thận trọng xin ý kiến người dân. Hầu hết mọi người đều đồng tình với cái dự án lần này và chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn chỉnh cái hồ sơ và tiến hành các cái khâu chuẩn bị đầu tư và triển khai trong năm 2018. Nếu dự án được thông qua, hạng mục sẽ triển khai vào giữa năm nay và hoàn thành vào cuối năm. Tuy nhiên, vấn đề được mọi người quan tâm nhất là kinh phí thay mới thì vẫn chưa được Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm công bố. Việc thay áo mới cho vỉa hè quanh Hồ Gươm sẽ chẳng có gì ồn ào nếu như trước đó không có những chuyện kém vui liên quan đến lát đá vỉa hè, không có tình trạng vỉa hè vừa lát xong đã hỏng.